Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đó là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Spectre Ferragamo đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Ora bằng dịch vụ USPS. Ở phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp ha. Kiện hàng vẫn còn rất là nguyên vẹn luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Ở nước ngoài thì họ thường sử dụng băng keo giấy giống như thế này nha các bạn, để có thể bảo vệ môi trường. Bên trong các bạn thấy là đóng gói cực kỳ đơn giản luôn. Chiếc mắt kính của chúng ta nằm rất là gọn gàng phía trong hộp. Trước hết thì mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết. Thì Salvatore Ferragamo là một trong những cái thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới. Ban đầu nhà sáng lập thương hiệu này vươn lên nhờ tài năng đóng những cái đôi giày cho người nổi tiếng. Theo thời gian thì hãng thời trang Ý này đã chuyển sang nhiều cái mặt hàng sản xuất cao cấp khác như là nước hoa nè, quần áo, kính mát, túi xách và cả đồng hồ. Ngày hôm nay mình mang đến cho các bạn một mẫu kính mát đến từ thương hiệu cực kỳ nổi tiếng ở Ý này nha, Salvatore Ferragamo. Ở trên mặt nắp hộp của chúng ta cũng thấy là tên thương hiệu đây, rất là nổi bật. Bây giờ mình sẽ mở hộp luôn nha. Bên trong chính là nhân vật chính của chúng ta, đi kèm với đó là một chiếc khăn lau chuyên dụng nè và một sách hướng dẫn ở bên trong chiếc túi ni lông đang bảo vệ mắt kính luôn. Trên chiếc túi ni lông này chúng ta cũng sẽ có một chiếc tem cung cấp một số cái thông tin về sản phẩm bên trong ha. Đầu tiên là về thương hiệu nè, Ferragamo. Mã sản phẩm sẽ là SF974SA, mã màu là 001, black là màu khung nha các bạn. Black là màu đen, màu khung. Chúng ta sẽ có thông số kỹ thuật là 58-16-140. Rồi, cũng tương đối đầy đủ thông tin nha. Bây giờ mình sẽ mở mắt kính này ra. Đây, đi kèm với mắt kính chúng ta sẽ có thêm một cái sách hướng dẫn nữa nằm ở bên trong. Đây, rất là mỏng luôn các bạn. Tạm thời mình để qua một bên nha. Ferragamo thì họ bảo vệ hai chiếc càn kính này cũng khá là đơn giản như các bạn có thể thấy ha, bằng một cái lớp ni lông mỏng bọc một bên càn kính. Mình cũng sẽ lấy ra luôn. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, mới 100%, còn cực kỳ hoàn hảo luôn. Và sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên là Salvatore Ferragamo Ray Round Lady Sunglass. Với mã sản phẩm đầy đủ sẽ là SF974SA. Khoảng trắng 001, khoảng trắng 58. Thì độ rộng kính trong mẫu này sẽ là 58mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn thì đều có đường link hướng dẫn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Tuy nhiên các bạn nên biết rằng là trong thực tế chúng ta cần phải chú ý thêm về các yếu tố bên ngoài như là hình dạng khuôn mặt nè, cũng như là chi tiết hai bên thái dương nha. Cái điều này cực kỳ quan trọng luôn, giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang và phải mang lại cái trải nghiệm đeo nó thực sự thoải mái nữa thì chiếc mắt kính đó mới là dành cho bạn. Về màu trong kính trên mẫu này chúng ta sẽ có một cái màu ray. Đây các bạn, màu ray mà nó hơi trong một chút xíu, ray cơ bản á, màu xám á các bạn, màu xám cơ bản ha. Rất là đẹp luôn. Và cùng với đó là tất nhiên 100% chống tia UV rồi. Đó là chức năng cơ bản của một chiếc kính mát. Trên ống kính bên phải chúng ta cũng sẽ có tên thương hiệu Ferragamo được khắc laser cực kỳ sắc nét luôn, tăng cái độ nhận diện thương hiệu hơn dành cho mẫu mắt kính của chúng ta rất là nhiều. Về cầu kính ở mẫu này sẽ là 16mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm và thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính tính từ điểm kính này qua điểm kính bên đây chính là cầu kính của chúng ta. Càn kính ở mẫu này sẽ là 140mm, một chiếc càn kính tương đối trung bình ha. Hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có những cái số đo kích thước được in ở bên trong. Càn kính bên trái chúng ta sẽ có tương tự như trên mẫu này đây, mã sản phẩm là SF974SA nè, mã màu 001 nè và thông số kỹ thuật là 58-16-140. Ở phần càng kính còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu Salvatore Ferragamo cùng với dòng chữ Made in Italy, khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu này. Đó là những cái thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính ha. Còn phía bên ngoài càng kính chúng ta sẽ thấy những cái họa tiết được mạ BVD màu vàng hồng rất là sang trọng. Thứ nhất là biểu tượng mình thấy là giống một chiếc nơ này ngay phần gối kính luôn ở cả hai bên nha. Rất đẹp cái chi tiết kim loại này, nó tạo nên một cái dáng vẻ sang trọng và quý phái hơn rất là nhiều cho mẫu kính nữ này.
Tên thương hiệu thì vẫn được đặt ở trên phần thân càng kính lớn ha, Ferragamo, cũng cực kỳ sắc nét luôn và cũng bằng kim loại nha các bạn. Nó tạo nên cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là tối đa dành cho mẫu sản phẩm mắt kính của chúng ta ở mọi góc nhìn. Về dạng khung ở mẫu này chúng ta sẽ có là dạng round, tức là dạng khung tròn. Màu khung ở đây chúng ta sẽ có một màu đen bóng nè, polish black, tức là màu đen bóng ha. Nó mang lại cái nét sang trọng và bóng bẩy, thu hút được rất nhiều ánh nhìn xung quanh, điều mà chị em chị phụ nữ sẽ rất là yêu thích. Về chất liệu khung, chúng ta sẽ có chất liệu khung là nhựa Zil, viết tắt của Zilunin đó các bạn. Zilunai mà mình đọc mới đúng ha. Zilunin nó hơi, mình đọc nó tiếng Anh nó hơi sai chút xíu. Nếu mình đúng thì mình đọc Zilunai. Hoặc là đọc một cái nhựa thông thường mà các bạn thường hay nghe nhất là cellulose acetate á. Đó, nó chính là nó. Đây là một cái loại vật liệu có đặc điểm nổi bật là rất là nhẹ và dễ dàng được tráng thành nhiều lớp màu sắc khác nhau. Nhờ đó mà gọng kính làm từ nhựa này nó dễ lên màu hơn so với các loại vật liệu khác, giúp người đeo nổi bật và cuốn hút hơn. Cũng chính vì những cái ưu điểm này mà loại nhựa này thường được sử dụng để sản xuất gọng kính dành cho nữ giới nha các bạn. Đó là những cái ưu điểm rất là vượt trội và đặc biệt nó không gây dị ứng cho da, rất an toàn với da. Vật liệu nhựa nó cũng mang tính tự nhiên nữa. Đó chính là những cái ưu điểm vô cùng vượt trội, cùng với trọng lượng thì mình cảm giác là rất là nhẹ luôn, cho cảm giác đeo sẽ cực kỳ thoải mái. Tổng kết lại thì chúng ta sẽ thấy là sản phẩm này sở hữu cái thiết kế thứ nhất là hiện đại nè, trẻ trung với kiểu dáng thời trang sang trọng dành cho nữ giới, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục từ đơn giản thoải mái cho đến sang trọng và tinh tế. Đồng thời thì bạn cũng có thể sử dụng nó trong nhiều hoàn cảnh khác nhau như đi dạo phố hay đi làm thì đều tăng cái độ thu hút của bạn đối với mọi người xung quanh. Và qua các góc quay các bạn thấy là sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần ống kính và khung kính ha. Tất cả các chi tiết còn rất là hoàn hảo, càng kính và khớp kính còn cực kỳ chắc chắn luôn. Như các bạn thấy đây, phần kim loại của khớp kính rất là chắc chắn ở cả hai bên nha. Và đó cũng là những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu kính mát của Ferragamo nói chung, cũng như là mẫu Salvatore Ferragamo ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã mắt kính với nhiều kiểu dáng nè, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.